Chiều nay, khối thi đua các cơ quan công tác đảng thành phố, khối 9, tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Đến dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, song các đơn vị trong khối thi đua 9 đã chủ động bám sát chủ trương của Thành ủy, đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và cấp trên giao, đồng hành cùng thành phố trong thực hiện chủ đề năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Trung ương và thành phố phát động. Thành ủy Đà Nẵng đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho Ban Nội chính và Ban Dân vận Thành ủy năm 2021, đồng thời trao cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân thành phố và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho các tập thể trong khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao kết quả các phong trào thi đua của khối 9 thời gian qua, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, trong triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 và công tác phòng chống dịch. Đồng thời đề nghị khối thi đua 9 tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, quan tâm đến công tác phát triển Đảng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên, tăng cường năng lực và sức chiến đấu của Đảng, kịp thời biểu dương nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, đẩy mạnh thực hiện đề án cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng.